Chúng ta lễ Phật 40 phút qua cái vèo xong. Cái đặc biệt là mình đi lễ vật ít thôi. Nhưng mà mình kèm thêm cái bấm số niệm Phật. Mình cứ rảnh bấm số niệm Phật. Tại vì mình vừa tu lễ Phật xong 40 phút nó thèm nữa. Thì mình ngồi mình làm gì cố gắng miệng mình cứ ai di đà phật ai di đà phật ai di đà phật cái tiếp theo những cái thờ tu này là nó, nó, nó hỗ trợ cho mình để mình cái lúc rảnh mình niệm phật thêm chứ không phải là cái thờ này dài thiệt dài đâu dài thiệt dài nó ngán luôn quý vị hiểu không tới giờ này nó sợ đó. nó bị sắp xếp Ví dụ như buổi sáng tám giờ bốn mình lễ phật thờ 40 phút thôi thì cái thời gian buổi sáng đó quý vị nhà có một hai người thôi bị sắp xếp mình sao mà bị nấu ăn hay bị làm gì đó, Chuẩn bị sẵn đi 8 giờ 40 Thí dụ Nó. Xong bắt đầu là mình lễ vật thờ Mình bấm số niệm Phật hay gì Mình dọn cơm gì ra một chút cái mình ăn cơm Gọn hơn Nếu vị mà thời gian bị biết sắp xếp nghe hay lắm á hoặc là mai mốt những đức đưa lên cái thời khóa thí dụ như tám giờ năm mươi để cho vị trong cái khoảng thời gian từ buổi sáng làm việc nhà nấu ăn hay lo này kia chút chuẩn bị. 8 giờ 50 lễ Phật thờ xong tới giờ một chút xíu nữa mình ăn cơm. Thường thì những đứa ăn cơm là dù như 10 giờ 30. 10 30 những đứa ăn cơm. Thì quý vị coi thì thì 8 giờ 50 60 30 40 phút đó. Oh. Đó. Cái thời gian gì đó biết cái cách sắp xếp á. Là mình vẫn làm việc nhà, mình vẫn nấu ăn, mình vẫn lo đồ việc tại nhà có mấy người nó ăn mau lắm. Thấy Ví dụ như 8 giờ 50 thì mình vô mình lễ phần thờ. Mình lễ phần thờ xong rồi là mình 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 ra mình dọn cơm này kia là mình ăn cơm thôi. Ăn cơm xong rồi mình bấm số niệm Phật ngay mà ngồi ghế thì mình bấm số niệm Phật, niệm Phật gì một chút ngủ dắt giấc. <laughs> vị mình mà biết sắp xếp là nó đặc biệt chứ lắm chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Ờ. Sao mình ngủ dắt thức dậy là thấy mình 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 lễ Phật đường thờ nữa mình lễ Phật đường thờ thì, thì giờ đó thì nó khoảng tầm khoảng cỡ 10 phút nữa 3 giờ. 10 phút nữa 3 giờ thì ngoài đời chưa ăn cơm đâu Thì giờ đối với lo cơm nước này kia thoải mái luôn Nó còn thời gian Có nghĩa là mình tu là mình sao mà cái tu được Mà thời gian nó vẫn còn được để cho quý vị làm việc được luôn Nhưng Đức thấy rõ ràng quý vị Việc ít phiền não ít Việc nhiều phiền não nhiều Biết ít phiền não ít Biết nhiều phiền não nhiều Rõ ràng Quý vị ngồi suy nghĩ đi trong khoảng thời gian này mà quý vị ở nhà quý vị sẽ thấy ra nếu như quý vị mỗi ngày tu bốn thờ bấm số niệm Phật lo việc nhà thì sẽ đỡ bao nhiêu việc rắc rối luôn. à, Chính nè. Chính bây thời gian này là cho những đức được cái cơ hội nhìn thấy nè Thời gian này nè Thì biết những đức từ lúc trước mà những đức la, la, lang thang mấy cái điểm chùa thôi Rồi sau này thì cái thời gian ở trong chùa một bên hộ pháp thôi Mấy vị biết những đức cũng việc này việc kia bên kia <laughs> Báo này nọ Thấy không có khi cũng xuống nhà ăn ăn cơm xong là cũng giải quyết số vấn đề Nhưng bây giờ không có việc gì để giải quyết hết chứ Thì còn cái gì? Niệm Phật thôi chứ làm gì giờ Thấy không? Đó. Nếu ví dụ như nửa năm, một năm sau quý vị gặp những đức đi Vì cho thấy những đức hoàn toàn khác Nói những đức mập mạp khỏe mạnh sáng sủa lên liền tại vì sao sáng hơn ngày xưa tại vì cái thời gian mình niệm phật nhiều quý vị người mà nó dịu tâm hoàn toàn hơn và không có việc gì để khi mà mình Mình nói chuyện sắp chúng mà nó lo chuyện này chuyện kia ra Không có Chỉ có chuyện phiên niệm Phật thôi nên trong đầu nó không còn những chuyện đó nữa quý vị Nó rất là khỏe luôn, nó rất là nhẹ nhàng quý vị Và nếu quý vị biết sắp xếp thì Một ngày mình tu và thời gian công việc Và nấu ăn, lo việc nhà Thời gian qua cấp kỳ qua một, một ngày luôn Qua rất là mau luôn Thật sự luôn á nó thí dụ như sáng bị làm việc đi bây giờ chúng ta từ hôm nay 8 giờ 5 tới 8 10 phút nữa 9 giờ chúng ta hãy vô tờ khóa lễ Phật Cho vị thời gian làm buổi sáng làm luôn á Làm nấu ăn lo việc nhà này, này kia luôn á 10 phút nữa Là 9 giờ chúng ta hãy vô tờ khóa tu Tu xong thời quý vị bớt cơm ăn này kia được Phải cho anh á Mà ngộ lắm tu xong nghe một chút vị ăn cơm ăn rất là ngon Nó lạ lắm Mà nhất là cái môn lễ Phật này nó ăn Ăn dữ lắm nó nghĩa là nấu nồi cơm ăn là thôi sạch nhách luôn không có chuyện dẫn chơi đâu Nên, cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn gia đình quý vị thật sự ngày hoàng niệm niệm tổ ngày chú giải bộ kinh vô lượng thọ ngày đó nói rõ ràng cái thờ mạt pháp này cái người tu tịnh độ cư sĩ thành tựu nhiều mà cư sĩ thành tựu nhiều mà cái 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 cư sĩ nào biết không cư sĩ nữ thành tựu nhiều vì coi nguyên một cái pháp hỏi nữ thì quá chè đông còn nam có mấy ông lạc ẻ có mấy ông vì nhớ hồi xưa không cái chánh điện chia sẻ vào pháp không mấy ông từ từ mấy ông bị, 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 bị mấy bà xô 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 từ từ dồn mấy ông vô một cái lỗ như xíu xíu ngồi trong lang thang có mấy ông thấy chưa toàn là nữ không bao xung quanh luôn bởi vì người nữ thành tựu nhiều là gì sao vì người nữ tu đông nhìn gì nhìn đây có mấy ông nam có thằng nhỏ xíu <laughs> nó có thằng nhỏ xíu xíu trai thôi đâu có thấy ông nào nữa đâu thấy <laughs> chưa nên từ nơi đó mà nữ tu quá tràn đông bởi vì nữ thành tụ nhiều đó mà ngộ cái phong tình độ này là người nữ tin nhiều hơn người nữ người cư sĩ tu tin nhiều hơn tịnh độ này mà khi vị tu phong tịnh độ này vị mới thấy nghe vị mới thấy rằng cái pháp môn tịnh độ này là quý vị dễ tu công nhận là dễ tu mà nhất là những đứa đưa ra phương pháp tu thì bị càng dễ tu à, tại nhiên đứa đâu có biết gì nhiều đâu mình nói rõ ra là mình không biết gì nhiều mà những đứa không biết gì nhiều những đứa được cái lợi thế là những đứa tin có vật hiểu nghe còn cái kiểu biết nhiều là nó còn lang thang thêm nó còn này thêm này kia thêm nọ thêm đó không đó, nên nhưng Đức nói với vị nghe với mình mà biết niệm Phật Mình ăn chay gọn hơn Nó thiệt gọn hơn luôn Nếu mà cái nhà vị mới bị chồng một cái Dài cái hũ rau thôi nha Miếng rau với chồng thôi Nhà có đồ thực phẩm chay sẵn Tới giờ nấu ăn vô Lặt dài cọng rau rồi Nấu miếng canh xào miếng gì đó rồi Chiên gì miếng Cấp kỳ mà khi nó vui rồi nghe quý vị nó ăn ngon chàng ô nó ăn đừng có nói ăn quá trời ăn luôn Ờ à, nó vui là nó ăn ngon nghe à, nên đó quý vị ơi bây giờ thôi bây giờ chúng ta lên cái uh, kế hoạch cho bản thân mình đi mình nên biết mình và lo cho mình có tốt đi à. vì cái phạm vi của người khác bản thân mình khó giới yêu được thấy không vì bản thân những đức cũng vậy chia sẻ với vị là bản thân những đức cũng cố gắng lo cho mình tốt chứ sao bây giờ chứ không lẽ chờ quý vị đến lo <laughs> chờ quý vị đến lo chắc là thôi chắc là chết queo quá <laughs> cổ dài thòn chết queo luôn quá chờ đến lo chờ lại nấu miếng cơm cho ăn chắc thôi ngồi đó ngáp ngáp <laughs> chết queo luôn chứ đừng đó chuyện dẫn chân thôi bây giờ bản thân những đức những đức tự lo cho mình những đức sẽ biết lo cho mình tốt quý vị hãy lo cho quý vị tốt đừng bao giờ bận tâm về ai để lo âu để mệt mỏi nữa. Thôi từ hôm nay á, việc ít phiền não ít việc nhiều phiền não nhiều. Đấy không? đại sự cũng bằng vô sự, thôi lo cái sự niệm phật giải sanh đi quý vị. Đấy. Trong cuộc đời người Đức tu người Đức thấy có nhiều người làm chuyện đại sự làm chuyện lớn lao, có những người làm chuyện kinh khủng lắm nhưng cuối cùng chết là khổ vô cùng, chết còn vất vả hơn một bà già bình thường niệm phật báo biết gì nữa. Đây là thấy rất là nhiều luôn đó quý vị ơi Thôi bây giờ mình cố gắng mình lo niệm Phật đi Gia đình gói ghém gọn gọn lại Để mình lo mình tu Nó, Ta nói biết đủ thường vui quý vị à Nó, Biết đủ thường vui Từ hôm nay mà mình mà, 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 gặp nhau Cũng đâu có chuyện mà nói cúng dường cũng gì đâu Cúng dường cái gì nữa chàng giờ, gặp những đức thì vị nói cứ sĩ cái từ lo sống đi cứ sĩ <laughs> chứ sao bây giờ quý vị như cư sĩ, tự lo cuộc sống của cư sĩ thì cư sĩ chuyện của tôi tôi tự lo niệm phật thì cùng niệm phật chuyện ai nấy lo nhà ai nấy ở cư sĩ tự lo cư sĩ đi <laughs> ha cho đâu có chuyện nói cúng dường cúng gì đó đâu quý vị thấy không bây giờ yên. ba ông nấu nửa lo gạo ăn một ngày buổi nào làm biến nấu xé gói mì chủng ăn chứ gọi là xóc. thấy còn hơi chưa đúng rõ ràng ăn tổ ngày nó đậu tràng không quá 20 người thì, thì thì, 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 dễ duy trì mà cái này có hai người à những đức nó ba người thì buổi, buổi nào không nấu cơm thì xé gói mì chủng nước sôi ăn xóc. thấy chưa ăn mì cái này nữa năm sau quý vị gặp lại nhìn những đức giống cột vị <laughs> Thì biết là, Cái ăn mì quái vậy ông mì bữa tao gấp mì ông mì lên cao hỏi miệng ăn này ăn, ăn giết từ từ Giống con mì Nên tôi biết rằng là vì vị nhớ nghe vô tình độ nó hay là ngay cái chỗ là Khi tu cái tâm nó vui quý vị Con người nó an lạc hay lắm Không có giỡn đâu nghe những đức nói những đức mà không tu cái thời điểm này thôi những đức chết khô chết héo à. chết khô chết héo chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu chứ không phải chết bình thường đâu chứ bình thường nói chi nhờ thời điểm này nhờ niệm phật đó quý vị nhờ niệm phật nhờ tu đó mà nó vui đó chứ tại mình hiểu quý vị ho cái gì buông được cái buông đại đại sự không bằng vô sự cầm không được thì buông chứ giờ núm níu làm gì Thấy không quý vị duyên hợp duyên tan là chuyện của duyên <laughs> bây giờ chứ sao bây giờ duyên hợp và duyên tan là chuyện của duyên bèo hợp bèo tan là chuyện của bèo à, thấy không? anh em hợp thì anh em hợp còn không hợp thì xa nhau vậy thôi nên chuyện của duyên chứ sao bây giờ quý vị Nên bản thân mình thôi Cái gì mình phải nhìn thấu đó Thấy không Chứ sao bây giờ chuyện của người ta làm người ta làm Còn chuyện mình làm mình phải làm Còn chuyện mình không được làm nữa thì để cho người ta làm Mình đi nắm níu một chí Buồn ra Nhờ tu mà nhìn đường gì đó mới nhẹ cái tâm nè Bây giờ mới nói chuyện với quý vị Mà nói đường gì chứ gặp mà nó mà mà, mà, mà buồn rồi mà lên đây mà gặp quý vị Mà khóc than thở Lúc này khổ không? đói ăn mì hiểu <laughs> không nó y thấy chưa là tiêu rồi nó <laughs> nói rồi đồ sụp thảm giờ thấy thầy ông ông cư sĩ những đứa công tu xong ông nói chuyện thấy ông than thở buồn nhìn kỳ cục thế ghê lúc này tôi tu tôi cũng buồn theo thôi tôi nghĩ tu luôn Đấy không nên từ nơi đó mới bị biết rằng là nhờ tu Nhờ công phu mới thấy ra được Ô thì ra Công việc của mình làm nhiều quá Đức Phật nói Con làm nhiều gì mà cuối cùng khó giảng sanh Thôi nghỉ đi con Có thời gian tu đi con Thấy không Thì thấy chưa nên quý vị yên tâm đi, Phật mà sắp xếp là hay lắm quý vị. Cứ niệm Phật là hay lắm nghe quý vị. Đừng có dính vô việc này việc kia nhiều nó mệt lắm. Đó làm trưởng đoàn dẫn đi tu được thì làm trưởng đoàn còn phù không dẫn người đi tu được thì mình trưởng mình <laughs> trưởng mình đi cho nó chắc nghe không thật sự mình hỏi quản người không bằng quản mình đâu quý vị ơi bây giờ mình quay là mình niệm phật đây mình cố gắng mình sống mình được an lạc cái tâm mình nè cái này mới là cái quan trọng mà khi an lạc rồi nghe quý vị gặp một cái là đặc biệt luôn chàng ơ thấy cái cô thu của bớt cơm gì đâu mà ngon có <laughs> mì phải, phải làm dữ dội với chàng nó thấy chưa thì thấy, bây giờ cái, cái pháp tu này bây giờ nó không là ai làm cái gì cũng thấy cái khi đang nói chuyện thì thấy người ta bớt cơm người ta ăn rồi thấy người ta làm mì được tự nhiên chảy nước miếng thèm thèm mì thấy chưa nên từ nơi đó vị biết rằng là cái 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 rung này nó rất là đặc biệt là ngay cái chỗ nó ăn sinh trong mấy công việc nào cái tự nhiên mình cũng niệm phật được người mai đồ người phớ đồ người mở cửa sổ nghe là mấy bạn lúc nào quay cái điện thoại ngay các bạn nha à, vậy làm vậy đó nó nhắc nhở mình chứ không gì chứ nghe nên viết mà viết mà, mà vô cái room này viết cũng ghiền á quý vị vô room viết ghiền á cái đánh đánh cái chạy lên cái điện thoại ngóng ngóng, ngóng nhìn cho có ai nhìn mình không <laughs> thấy chưa không mà những đức lúc này bây giờ quý vị biết rằng là đâu có đi đâu đâu thì ở trong phòng không mà ở trong phòng không thì ưa ngồi đây nè Ngồi ở đây thì coi có ai vô được không? Ừ, có nhiều bà mới vô gum mới làm 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 ghi. Thấy không? Nó nên từ nơi đó mà cái rum này giết cũng là một cái đạo tràng tu. Cái đạo tràng niệm Phật đó quý vị. Thấy không? Nên bây giờ thứ bảy chủ nhật thấy không? mình lên mình mình cứ giữ từ khóa y thinh mình lễ Phật. Mình lễ Phật xong một thời rồi xong mình nói chuyện chút xíu, ngồi nói chuyện chơi chút xíu. Nó nói giảng pháp chứ mình ngồi tâm sự, không? Tâm sự với đại gia đình ở phương phương xa. Không biết ở đâu. Ở phương xa. Tuy là mỗi người mỗi nơi nhưng ngồi chung lại một đại gia đình. Mà đại gia đình mình đa dạng công chuyện nghe. Người may đồ, người nhổ cỏ, người trồng lúa, người cho heo á. À? Có cái bà nó bất cừ thì ghê. Bà nuôi heo. Bà lấy cái điện thoại. Bà lại trực tiếp luôn cái đậu mới cho heo ăn mà điện thức thấy cho ăn, mới cho heo ăn vừa cho heo ăn vừa niệm phật à, có nhiều bà cho gà ăn cũng quay trực tiếp nữa rõ ràng chứ đúng là cái, pháp tu này đúng là nó không không có nghĩa là người nào mà không tu được chỉ có một loại người không tu được thôi là người không tu không tu là không bao giờ tu được còn người mà tu được thì cái cái công việc nào cũng tu được hết quý vị bởi vì cái pháp môn tịnh độ nó hay cực kỳ hay có cái bà đó mà bà đi ngoài đường mà vừa đi vừa đi vừa đi vừa đi, đi, đi bữa đó thấy rõ ràng dù đi dù đi vừa đi với đi, cầm điện thoại với làm nè đi 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 cầm điện thoại với làm nè cuối cùng mới lo nhìn cái điện thoại bố bả làm như bả không nhìn được cái lỗ phía trước bả đi sập sập chú té cái rắm nó phải gì cẩn thận nha à. cái này mà đi ra đường đâu chạy xe mà lo chạy xe mà cứ nhìn cái điện thoại hoài nó quay trực tiếp hoài có ngày nguy hiểm nha quý vị này cũng nguy hiểm chứ không phải chuyện dẫn chân nó quý vị <laughs> cái pháp một điện thoại nó lạ vô cùng luôn bởi vì không có buồn nghe tuy là ngồi ở nhà một mình gì không buồn nó có câu nguyên nguyễn nguyễn phương nó phải để tấm hình những đứa bự cho bá ngồi sau lưng mới kìa thấy chưa tuy ở nhà mình nhưng mà nó không có buồn quý vị ơi đó là nhờ mình mình mình, mình tu tập nó vô cao kim xa vậy đó Nói không kiếm cái ghế nào mình ngồi ngồi mình tâm sự chơi một chút rồi xong rồi mình đi ăn cơm vậy thôi mà công nhận đậu tràng hay nghe quý vị Ví dụ như giờ này cũng hơn 600 người tu Bên đây bên đây là 500 mấy đúng không đó. Bây giờ còn 470 người rất nhiều người đi nấu cơm bây giờ đó. Bên kia cũng nãy trăm mấy đó Giờ còn 116 người thấy không thì vị biết rằng là như vậy đó mà xong rồi là mỗi người tự lo ăn uống. Chứ gặp mà 600 người này mà tu xong mà mình lo cơm cũng dữ lắm đó quý vị. Mà bây giờ công nhận khỏe thiệt Bây giờ là tu xong rồi là nảnh ai lo đi bữa cơm nấu mì gì Thoải mái luôn Đúng không Mà như vậy nghe mới bị từ xa không gặp nhau gần gũi Nhưng mà nó lại quý trọng dữ lắm chứ không phải đơn giản đâu Nên mình bây giờ mình cố gắng mình sống làm sao mà Cái cõi đời này mình sống mà mình biết đạo mình biết tu Mình sống làm sao cho nó vui vậy Làm sao mà cái tâm mình nó vui được Những chuyện gì buồn hạn thù ai mình buông ra đi Như sáng anh Đức nói cái câu nói đó. Hạn người nên quá dài Thấy không? Thiếu nợ thì trả đi. Thấy không? Thiếu nợ thì mình trả đi. Còn người ta thiếu nợ mình mình không muốn cần đầu. Nên cái tâm mà quán thù quá dễ đi. Không hận thù ai. Những đức nó thật sự nhờ Phật pháp mà, mà những đức không hận thù ai. Chứ gặp mà không gặp Phật pháp không có tâm cầu sanh cực lạc là cái tâm cảm thấy mình bị thiệt thòi ấy bị Không có giỡn đâu, bị thiệt thòi. Mà giờ nếu mà không có thiệt thòi chút nào chứ. À, rồi nửa năm một năm gì đó hay mười năm sau gì đó mình có duyên mình gặp lại nửa năm hay một năm hay mười năm gì đó mình có duyên mình gặp hẹn cái cầu khỉ nào đó. cái <laughs> cô trưởng đoàn hẹn gặp cái cây cầu khỉ nào đó. Không? giờ đó đâu có đậu vàng nào đâu mà hẹn gặp nhau nó, nên không mà lạ lắm, nó mới có duyên tự nhiên nó gặp đang đi ngoài đường em quý gì đang đi đi, đi 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 tự nhiên gặp kỳ lắm. Còn nếu không thôi mình hẹn gặp ở cực lạc phước cho rồi Gặp cõi này đời này chỉ cho nó mở tim Thấy không nó Không có gì đặc biệt đâu Hẹn gặp nhau ở cực lạc Đừng có buồn cái vị cái đặc biệt nhớ nha Sống không có buồn Cho mọi hoàn cảnh tiếp đối không có khổ đau Không có buồn là quý vị sẽ hy vọng tràn về Còn sống mà buồn mà nặng nề Mà khổ là cái như tiêu cực là chết chắc luôn Quý vị thấy không đó như Đức ở một nơi bự Thiệt là bự Bây giờ còn ở cái nơi có chút xíu thì chưa tí đi luôn Nó cũng phải sống thôi chứ sao vậy giờ vậy mình nghe một thước hai thức ba thức một hai ba bốn Ê à, bốn Bị dài bốn Bị ngang ba nó cũng sống thôi chứ gì đâu quý vị nó cũng nói chuyện như bị vui cười thoải mái luôn có gì đâu đúng không nó thì những đức làm được gì quý vị cứ làm gì đi hoàn cảnh có thay đổi như thế nào nhưng mình không có thay đổi với ai đạo phật cứ niệm Phật đi là quý vị sẽ thấy an lạc thôi chúc quý vị an lạc nha ai với đạo Phật ừ. ai với đạo Phật ừ. chúc vị an lạc chúc ăn cơm ngon miệng nha ai với đạo Phật ai với đạo Phật